Chào các bạn ha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái ngôn ngữ tiếp theo sau khi học HTML CSS thì mình đã thiết kế được một cái giao diện mà mình muốn rồi ha. Thì bây giờ cái câu chuyện tiếp theo mình sẽ học tới cái ngôn ngữ JavaScript. Thì ngôn ngữ JavaScript này hỗ trợ cho cái việc gì? Ha, hỗ trợ cho việc gì? Thì đây là cái web mình đã design trước đó ha. Thì hiện tại cái web mình đã design được lên giao diện thế này. Nhưng mà hiện tại mình không hề tương tác được ha. Mình không thể tương tác được đó với những cái đối tượng này đó, thì đó chính là cái mục tiêu mình học JavaScript. Nó là cái ngôn ngữ giúp cho mình có thể tương tác ha, giúp cái web mình có khả năng tương tác được ha, bấm bật thay đổi và sau đó cập nhật nhiệt độ độ ẩm. Rồi thì để học cái ngôn ngữ JavaScript á, các bạn có thể học theo cái series ở trên đây ha. Ví dụ mình không biết tiếng tiếng Anh thì mình có thể chuyển sang dịch sang tiếng Việt đó, translate to Vietnamese ha, kiếm cái chỉnh lại, chỉnh cái setting của cái trình duyệt web lại, chuyển sang tiếng Việt. Hoặc là mình có thể double click vào một cái từ khóa nào đó mình không biết ha, ví dụ như tutorial không biết, bấm vô tutorial đó thì nó sẽ dịch ra cho mình ha, và cài đặt phần mềm vô thì mình sẽ dịch ra và mình sẽ học ha. Rồi ok, thì sẵn tiện mình cũng tutorial giới thiệu cho bạn hai cái phần mềm, hai cái extension đó, hai cái phần plugin đó cài đặt cho cái Chrome trình duyệt web đó. Nó dịch tiếng Anh khá thấy khá là hay ấy. Một là cái này là của Dedit ha, Dedit đó, các bạn search từ Dedit extension. Hoặc là cái thứ hai là cái la bàn á, này là của la bàn ha, tutorial là của tutorial của la bàn ha, la bàn cũng hay, phần mềm la bàn dictionary ấy. Các bạn có thể search trên mạng ha, phần mềm nào la bàn dictionary đó. Ok. Rồi thì đối với ngôn ngữ JavaScript á, thực sự nó có rất là nhiều nội dung bạn, rất rất là nhiều nội dung ha, syntax, cú pháp, cách comment, học như là học C gì đó, biến hay báo biến như thế nào, đúng không? Đó, biến thì có những loại này có ý nghĩa là gì? Đó. Rồi gì phép toán, rồi dữ liệu, rồi chuỗi, rồi số, các loại số, mảng, if else, đúng không? Là if else là switch case nè. Hôm nay switch không biết có case không nữa ha. Vòng lặp nè, break nè, đó, vân vân ha, rất 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 là nhiều đó. Thì các bạn cứ bám sát cái series này là về cơ bản JavaScript bạn sẽ nắm được ha. Rồi. Tuy nhiên đối với môn học này mình không có tập trung nhiều về cái dạy và các bạn về ngôn ngữ ha. Ở đây mình sẽ giúp các bạn những cái hàm cơ bản thôi để các bạn sử dụng nó để build một cái mô hình IoT điều khiển cái thiết bị thôi. Còn bạn nào muốn làm được nhiều tính năng á, thì mình tự học ha, mình tự học thêm. Rồi thì giờ quay lại với cái giao diện của mình. Thì mình sẽ cố gắng làm gì? Thứ nhất là mình sẽ tiến hành là điều khiển được cái bóng đèn đó ha. Mình bấm on thì đèn nó sẽ sáng, bấm off đèn nó sẽ tắt. Rồi đó là cái điều đầu tiên mình làm đi. Bây giờ làm sao? Thì trước mở cái code mình lên ha. Thì hiện tại mình đã có cái code về file HTML nè, file CSS nè. Thì bây giờ để viết cái code JavaScript á, mình có thể viết chung trong cái file HTML này luôn ha. Mình viết ra một cái thẻ script và mình viết cái chương trình vô. Tuy nhiên làm như vậy nó sẽ không có nó nhiều quá, một cái file chứa quá nhiều nội dung thì nó sẽ không hay, nên mình chia ra làm nhiều file. Ok, thì khi đó mình sẽ tạo ra một cái file mới có tên là control đi, control chấm gì chấm .js ha, .js đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ có thêm một cái file control.js, được chưa? Rồi. Và bây giờ mình sẽ liên kết cái file JavaScript vào trong HTML. Thì câu chuyện ở đây cũng để ý nè. Đối với cái styles.css á, file css á, mình liên kết với HTML á, thì cái lý do là mình sẽ để cái phần liên kết với cái css ở phía trên trong phần head nè. Đó, để trong phần head trước, rồi sau đó khi mà phần body nó hiển thị á, nội dung á, thì nó sẽ quay lên nó dùng những cái style ở trong đây ha, tức là cái style CSS mình thường thường sẽ khai báo trước ha, trước khi mà mình viết những cái câu lệnh HTML ở dưới phần body. Còn đối với cái thằng JavaScript á, cái code xử lý của mình á ha, nếu như mà nó là thư viện của JavaScript á, thì mình cũng sẽ để ở phần head luôn, tức là mình phải chuẩn bị những cái thư viện trước, rồi sau đó trong code của mình á, mình sử dụng những cái thư viện đó, ok chưa ha. Nhưng mà đối với cái sụt mà JavaScript mà mình viết ra, thì cái sụt JavaScript của mình nó sẽ xử lý cái dữ liệu trong cái phần HTML này.
đúng không? Đó, thì tức là cái phần HTML này thì cái trình biên dịch đó, cái compiler hay là cái trình thông dịch đó, nó phải dịch cái code, nó phải dịch cái code của HTML trước, và nó phải biết được là HTML này có những cái tên là gì. À, thì sau đó những cái tên của HTML này mình mới nhúng vào trong cái JavaScript của mình để mình xử lý những cái dữ liệu này, mà thì dữ liệu này phải có trước, thì trong cái code JavaScript mình viết ra, mình xử lý dữ liệu này thì cái code JavaScript mình phải viết sau những cái code này ha. Vì vậy cái JavaScript mình sẽ phải viết ở phía sau ha, cái sụt code chương trình mình, thì mình sẽ để ở phía trước cái phần body ha, phía trước cái phần thẻ kết thúc body, nghe để đây. Rồi thì mình sẽ add cái thẻ, gọi thẻ script ha, thẻ script. Rồi, nó cũng đóng thẻ mở thẻ như vậy ha. Rồi, ở trong cái script này thì mình sẽ link tới cái file JavaScript, cái file đúng rồi, JavaScript ha, bằng cái từ khóa sụt ha. Cái này các bạn có thể xem ở trong cái kiến thức về cái HTML á, thì để sau liên kết qua thì nó sẽ có cái phần đó, hoặc các bạn search trên mạng sẽ có ha. Này mình làm nhanh luôn ha. Rồi, mình sẽ chấm xịt và cái file của mình. Ủa, cái file mình tại sao nó không hiện ra? Đúng không? Mình chấm xịt ở folder hiện hành nè. Và nó sẽ link tới cái file control.js. Nhưng mà sao đây nó không hiện ra? Mình coi lỗi đâu. À rồi, mình hiểu rồi. À, nãy mình tạo á, mình tạo ra mà nó vô tình nó bị nằm nè. Nó bị nằm ở trong cái file, cái folder image đúng không? Folder ảnh luôn mà. Nó nằm cộng ở folder ảnh mất tiêu. À, mình lôi ra nha. Mình cầm kéo ra, kéo ra ngoài. Kéo được không? Bạn có muốn di chuyển nó không? Move. Rồi ok, ra ngoài đó. Rồi ok ha. Đó. Thì cho nó nằm cùng cái cấp với cái file HTML mình luôn chứ. Chứ ai để trong folder ảnh làm gì? Đúng không? Rồi đây. Rồi ok ha. Rồi save lại. Ctrl S save. Không, vậy là coi như mình đã liên kết JavaScript với cái dữ liệu mình đây. Bây giờ JavaScript sẽ chứa những cái chương trình để xử lý cái dữ liệu này ha. Xử lý dữ liệu. Rồi. Quay lại câu chuyện của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm gì? Mình sẽ bấm cái nút nhấn này, và mình hoặc bấm nút nhấn này thì nó sẽ tác động lên cái hình này. Thì thật ra cái bước tác động lên hình á, thật ra nó là cái bước đổi cái hình thôi các bạn ha, đổi cái hình thôi chứ không có gì to tát hết á. Mình mở code ra thì mình sẽ làm một thiết bị thôi ha, những thiết bị khác các bạn làm tương tự như mình đó. Thì trong một cái thiết bị đây, thiết bị đầu tiên của mình đây, thì mình sẽ có một cái button nè, bấm cái button này hoặc bấm button này thì nó sẽ đổi cái hình thôi. Cái đây cái hình mình, cái hình mình đang là off đúng không, thì mình sẽ đổi sang hình on. Mình có hai cái hình ha, một hình off và hình on đúng không. Ví dụ mình đổi luôn, các bạn coi thử này, mình save lại nè, tức là mình sẽ đổi cái thuộc tính sụt á, nó sẽ dẫn tới cái hình on thì cái đèn nó sẽ sáng, đơn giản như thôi đúng không. Rồi mình save lại, save. Ủa sao này nó không có đồng bộ ta, nó không đồng bộ, lâu lâu nó không đồng bộ á, mình tắt đi ha, xong rồi mình chạy lại nha. Đó, ok chứ các bạn ha. Đó. Rồi, à, khi mà nó đã liên kết được rồi thì không cần tắt đi lại, mở lại đâu. Tại vì lâu quá, nó lâu lâu nó bị lỗi gì đó. Rồi save lại nè, mình chuyển sang off nè. Mình mở qua các bạn thấy không, nó tắt thấy không. Ok. Rồi thì mục tiêu mình sẽ xử lý sự kiện hai cái nút nhấn này ha. Đó. Nhưng mà cái câu chuyện đặt ra, mình muốn xử lý cái sự kiện hai cái nút nhấn này thì mình phải biết được là cái nút nhấn này nó có cái định danh của nó là gì, cái ID của nó lại là cái gì. Thì mình phải có cái ID của nó thì mình mới liên kết cái đối tượng HTML này qua bên JavaScript, và từ JavaScript mình mới xử lý được cái đối tượng này. À, thì mỗi cái đối tượng mình muốn xử lý á, mình muốn xử lý tương tác á, thì nó phải có một cái ID. À, thì hai cái nút nhấn phải có ID, và cái hình này nè cũng phải có ID luôn. Thì tí nữa mình sẽ tác động vô ID on thì mình sẽ đổi sang cái hình này sang cái hình on. Tác động như ID off thì mình sẽ đổi sang cái hình này sang hình off ha. Ok, thì khi đó mình sẽ đặt ID cho nó thôi. Ok, ID thì nhớ đặt trong cái phần thẻ mở ha. Ở đây mình cứ đặt một cái tên cho nó, một cái ID. Thì ở đây mình sẽ chọn cái tên là led 1 on đúng không? Rồi. Rồi cái này sẽ là ID này là led 1 off ha. Các bạn muốn đặt tên gì thì tùy các bạn nha. Cái này mình đặt kết hợp giữa tiếng Việt tiếng Anh ha, thì thật ra nó cũng không nên kết hợp kiểu vậy ha, nhưng mà thôi kệ nó. À, các bạn cứ muốn làm gì thì tùy. Con này mình sẽ gọi là cái hình line
ID chứ, ID like 01 ha, là bóng đèn số 1 của mình. Ok ha. Đó. Rồi tí các bạn làm đèn số 2 thì tương tự thôi. Ok, rồi mình save lại ha, save lại. Ok. Rồi, vậy là mình đã có ID bên HTML, bây giờ mình sẽ qua bên JavaScript. Thì bên đây mình sẽ tiến hành làm gì? Mình sẽ tạo ra cái biến ha, mình sẽ tạo ra cái biến để liên biến cái biến bên JavaScript nó sẽ đại diện cho ba cái đối tượng này, hai cái nút nhấn và cái hình. Thì giờ mình làm tạo cái biến và mình liên kết như thế nào? Thì các bạn muốn thì các bạn có thể mở lên bạn coi. Ví dụ muốn tạo variable nè, biến nè. Thì đây có ba cách ha, ba cách. Thì hiện tại mình sẽ dùng cái cách là dùng constant thôi, hằng số. Tại vì khi mình cái biến hằng hằng số là biến không thay đổi ha, mình sẽ liên kết qua cái đối tượng của mình. Thì rõ ràng là mấy cái đối tượng bên HTML của mình đó, nó không cũng không hề thay đổi ha. Nút nhấn này vẫn là nút nhấn, cái hình vẫn là cái hình, nên nó không có thay đổi gì hết. Nên mình sẽ dùng cái loại là constant ha. Còn khi nào cái đối tượng nó là loại mà mình muốn thay đổi cái giá trị nó, mình dùng cái biến đó mình để mình trỏ tới một cái đối tượng khác á, thì khi đó mình sẽ dùng dùng cái loại kiểu dữ liệu biến khác. Ở dưới đây nó có giải thích hết nha, nó có giải thích hết, các bạn có thể đọc đây, có thể đọc ha. Đó. Còn ở đây mình không có đi sâu nên mình sẽ làm nhanh luôn, chứ không video rất là dài các bạn. Ok ha. Chỗ này mình sẽ ghi cái chữ là khai báo biến. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành là cái vùng này sẽ là vùng khai báo biến. Thì mình sẽ khai báo là constant. Ở đây đây mình đặt cái tên biến ở bên JavaScript đó, có thể trùng tên với cái ID hoặc là khác cái tên ID đều được, không không quan trọng ha. Thì các bạn muốn để trùng hoặc là khác đều được. Tuy nhiên là mình thấy cái tên này hợp lý rồi thì mình có thể để trùng luôn. Let 01 ha. Ship gạch on bằng đó, thì mình sẽ liên kết tới cái nút nhấn, liên kết tới cái nút nhấn on ha. Thì giờ làm sao liên kết được cái HTML bên đây, làm sao liên kết được với cái ID này, thì mình lại mở qua tài liệu ha. Mấy cái này thì các bạn phải đọc qua hết thì các bạn mới biết ha. Nhưng mà ở đây mình biết rồi, nhưng mà mình cũng chỉ với các bạn hình dung. Rồi. Rồi mình kéo xuống cái phần DOM á, DOM này nè, document gì gì đó, mình quên mất tiêu. Không biết tắt cái chữ document object model, tức là cái mô hình gì liên kết tới cái đối tượng nằm bên cái document. Document là cái HTML á, HTML document á. Rồi. Thì ở đây mình sẽ nghiên cứu tới cái liên kết tới cái element ha. Element là cái đối tượng, những cái đối tượng là những cái thẻ bên HTML á. Thì mình nhảy tới cái element. Thì ở đây mình sẽ liên kết nó thông qua cái gì? Ở đây nó có chỉ nè. Bạn có thể liên kết với cái đối tượng bên HTML thông qua ID hay thông qua cái tag name là cái tên, có thể đặt tên cũng được nha. Có thể thông qua cái class luôn. À, là có thể liên kết với một cái thẻ thông qua cái class mà cái thẻ đó có gán nhãn đó. Tức là mình có thể đây nè, có thể liên kết với cái thẻ này thông qua cái class luôn nha. Nhưng mà những cái đó thì các bạn tự nghiên cứu. Nó liên kết cái class cũng khá là hay, tại vì cái biến mà liên kết với cái class nó đồng cái là class def đi, mà cái class def này mình áp dụng cho nhiều nơi, đồng nghĩa là nhiều nhiều cái thẻ sẽ cùng chịu tác động khi mà mình xử lý sự kiện ở bên JavaScript ha. Đó là cái hay. Nhưng mà hiện tại ở đây mình chỉ xài ID thôi, nhưng mà mình chỉ liên kết tới đúng cái đối tượng mà mình muốn điều khiển thôi ha. Ok, thì cái đó thì tùy cái nhu cầu của bạn ha. Ở đây thì ở đây có một cái ví dụ nè, để liên kết thông qua ID nè, thì nó sẽ là dùng cái gì? Document là đại diện cho cái HTML ha. Cái tên biến mình đây, document đại diện HTML chấm get element ha, chấm chấm get element, tức là truy xuất tới cái đối tượng cái thẻ HTML by ID, là bởi ID, và đây là chính là cái tên của cái ID nằm bên file HTML đó, vậy thôi. Rồi xong rồi mình gõ ha, mình copy qua cũng được, nhưng mà mình gõ đi, mình nên gõ cho nhớ. Thì nó sẽ là document ha chấm gì get gì element, đúng không, get element by ID, nhớ có phân biệt chữ hoa chữ thường đầy đủ nha. Element thiếu s by ID. Ủa? Get à, không có s. Get element by ID. Ủa sao kỳ vậy? Element by viết hoa ID. À đây. Cái đó nó bị ẩn cái chữ mình nhìn nó không ra đó, có nữa ha. Rồi. Thì ở đây mình sẽ để là cái tên của cái đối tượng HTML mình muốn liên kết, đó là chính là cái chữ let O1. Thì mình ghi vô let 01 on chứ, đúng không, let 01 on. Ok, ok, thì đây chính là cái ID bên HTML nè,
mình sẽ liên kết với cái đối tượng bên HTML thông qua cái ID của nó. Còn đây là cái tên biến bên JavaScript của mình ha, bên JavaScript mình có thể đặt tên này trùng luôn với ID hoặc là cái tên này khác cũng được, tùy các bạn. Rồi mình làm tương tự ha, mình copy, mình gõ đi, liên kết với nút off ha. Mình gõ cho các bạn biết thôi, chứ thực ra mấy cái này mình làm rồi thì mình biết rồi ha. Document.get element by ID ha. ID nó ẩn, nó che mất á, nó là chữ ID á. Rồi cái này là let 01 off. Rồi được chưa? Rồi tiếp theo mình liên kết luôn cái image ha, cái ảnh ha. Thế là mình để tên là like 01 đúng không? Thì mình để cùng tên luôn, like ship gạch 01, ok. Là like của like 01 đi. Tại vì cái này let 01 rồi mà. Thì này mình để là like 01 đi. Theo vậy ha. Rồi bằng cũng là document luôn. .get element by ID và cái này là like 01 ha. Xong. Vậy là cái bước khai báo biến và liên kết ha. Và liên kết thẻ bên HTML. Đó, chính xác là như vậy. Rồi, bước tiếp theo mình xử lý sự kiện thôi. Xử lý sự kiện là on click, click đó. Click nó có một sự kiện nhấp vô cái button, nó gọi là sự kiện on click cho cái đối tượng này ha, cho cái biến này. Thì mình sẽ gọi nó và mình viết cái hàm nó như sau. Cái này thì mình cũng có thể coi cái sự kiện luôn ha, sự kiện luôn. Event listener hay là event. Cái này mình không biết nó nằm ở mục nào nha. Mình giữ thử nhìn coi. À, nó có nhiều cách các bạn. Để tạo ra một cái function đó, một cái sự kiện có rất là nhiều cách. Mình có thể dùng cái cách là add event listener click này, xong rồi gọi liên kết tới một cái function như thế này. Được chưa? Đó, hoặc là mình có thể dùng đó, đây. À, sự kiện là click xong rồi nó gọi tới function này khi mình click tới cái đối tượng. Được chưa? Hoặc là mình có thể dùng một cái cách khác, hoặc là mouse move nè, cái con chuột di chuyển gì tùm lum hết đó. Nó có nhiều lắm các bạn. Thì để mình coi mình sử dụng cái nào ha, sử dụng cái nào. Rồi hả, các bạn bấm vô cái DOM event nè, mình thích dùng cái kiểu này. Nói chung nó có nhiều cách lắm. Đó, thì mình sẽ dùng cái dạng là chấm on click nha, chấm on click. Và sau đó mình link tới cái function. Ở trong cái tài liệu này nó không có chỉ cái cách mà mình muốn xài các bạn. Đây nè, nó dạng chấm on click nha, kiểu vậy nè, đó. Thì nó sẽ link tới cái function ha. Thì bây giờ mình viết cho các bạn coi ha. Rồi. À, các bạn có thể dùng mấy cái cách ở trong đây đều được nha. Cái cách này cũng được, các bạn có thể có thời gian á, các bạn cứ thử add event listener click nè, rồi gọi tới function gì đó vân vân. Ở đây thì mình sẽ dùng cái cách này. Rồi. Tại vì mình không có thời gian, mình không có làm video nhiều cách các bạn. Thật ra nó cũng không cần thiết. Các bạn biết một cách các bạn trước mắt bạn làm. Còn khi nào các bạn thực sự đam mê về web á và các bạn muốn trải nghiệm nhiều á thì các bạn mới nghiên cứu nhiều, còn không thì thôi ha. Chứ kiến thức là bao la, không thể nào mà mình làm hết tất cả được các bạn. À, mình hướng dẫn hết được, mình chỉ hướng dẫn một phần thôi, còn lại sau đó là cái vấn đề mình đam mê như thế nào ha. À, thì mình sẽ tự cày thêm thôi, còn không đam mê thì mình dạy nhiều nó cũng như vậy đó. Ok, đó thì đây cái cấu trúc mà mình sẽ xài ha. Đó. À, xử lý sự kiện ha, sự kiện rồi đây là cái vùng xử lý sự kiện rồi đó, chấm on click và mình sẽ gọi tới một cái function và sau đó là đây cái nội dung của function. Rồi, thì khi mình bấm vô cái nút button on á, nó tự động nó cái hàm này sẽ được gọi cho các bạn. Đó là cái sự kiện mà trong cái gọi là gì ta? Đối với cái ngôn ngữ này thì nó gọi là cái trình biên dịch hay cái browser, cái trình thông dịch của nó là nó sẽ hiểu là khi mà có sự kiện mà mình click vô á thì nó tự động nó gọi, click vô cái đối tượng này thì nó sẽ tự động gọi tới cái hàm này. Vậy thôi. Rồi, vô đây thì mình tiến hành làm gì các bạn? Nếu như mình bấm cái let on thì mình sẽ đổi cái sụt ha, cái sụt của cái line 01 này nè, cái line 01 này sang cái hình đèn gì, đèn on ha, đèn on ha, mình copy cái này, mình copy này để tí nữa mình mang qua kia cho nó dễ. Rồi qua đây, rồi mình cứ làm thôi, thì khi đó mình sẽ tác động line on là chấm sụt ha, chấm sụt, rồi mình cho nó bằng gì?
mình cho nó bằng cái chuỗi ha, cái chuỗi. Cái này nó không có chú thích thì mình sẽ xuất nó vô đây luôn, mình copy cái chuỗi bên kia qua mình đưa qua đây, được chưa? Thì nó sẽ nhảy tới cái folder image nè, tới cái hình, nhưng mà hình này là sẽ là đèn gì, đèn on nha. Đó rồi, thế là xử lý xong sự kiện của led, led một on, bấm nút on. Rồi tiếp theo mình làm tương tự cho led một off ha, thì copy cho nhanh nha, tại vì video dài quá cũng không nên. Đó, off thì mình sẽ chuyển cái hình này sang hình gì, hình off. Rồi control s save lại, rồi save save hết. Rồi coi kết quả vậy thôi, bấm on thì nó load cái hình on vào cái thuộc tính suột của cái hình ha. Rồi ok, bấm on rồi xong rồi, xong vậy thôi đó, được chưa? Rồi tiếp theo có một cái các bạn cũng nên sử dụng này, đó là nó có một cái inspect đó, các bạn chuột phải, nếu bạn để tiếng Việt thì nó để là chữ kiểm tra sao ở dưới cùng á, thì đây nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Thì khi mà đây là cái phần hiển thị cái source code HTML mình ha, live luôn, trực tiếp luôn, trực tiếp luôn, được chưa? Đó, thậm chí các bạn có thể sửa trên đây thử, thấy ok thì mình có thể sửa vào code mình cũng được luôn. Cái này nó dạng live, sửa thay đổi trực tiếp luôn. Giờ mình thử một cái bạn coi nè, ví dụ như cái hình này, cái chữ này đi, mình thấy không thích màu này, mình thích màu khác thì sao, thì mình sẽ bấm vô sổ ra cái chỗ element là chỗ HTML nha, đây đó, mình bấm vô đúng cái đối tượng này thì nó sẽ đúng cái chỗ này. Hoặc các bạn có thể dùng cái này, select element ha, bấm này nó lên màu xanh xanh dương nè, xong mình bấm vô cái đối tượng mình muốn nè, thì nó sẽ nhảy trực tiếp tới cái đối tượng này luôn, nó sẽ chỉ nhảy cái dòng này luôn. Ví dụ mình bấm này, mình coi cái hình này ở đâu đó thì nó sẽ nhảy tới cái hình này luôn, thấy không, nằm ở đây. Còn bấm này muốn nhảy tới cái chỗ này thì nó ra cái chữ này của mình đây đó. Thì ở phía tiếp theo là cái style, cái ô style, cái tab style đây, thì nó thể hiện cho các bạn những cái thuộc tính mà hiện tại mà mình đang sử dụng áp dụng cho nó ha, những cái định dạng áp dụng cho nó, tức là về cái thuộc tính H1 nè, đúng không, là nó lên màu xanh nè. Các bạn có thể thử nghiệm ngay tại đây luôn, các bạn có thể đổi sang màu khác đó, coi màu nào cho nó hợp này nha. Ủa mày, màu này có vẻ hợp á, màu này có vẻ hợp á, nó hợp với cái background này, đúng không? Còn cái màu nền này nhìn nó xấu xấu sao á, nó chúi chúi sao, nó không có hợp. Ok, thì mình nhìn đây mình nhìn rất là đã bạn, tại vì nhìn đây cái mình nhìn được trực tiếp luôn cái giá trị luôn. Thì cái này giá trị này ok nè, mình copy và mình đưa qua cái code của mình ha. Đưa qua code nó mới lưu nha, còn bên kia nó chỉ là để thử nghiệm thôi. Thì mình copy qua đây, mình control V ha, save lại. Rồi xong đó. Rồi cái màu này nữa, màu này mình cũng không thích luôn, mình sẽ kiếm cách mình chọn nó là thuộc cái container ha. Đây container là cái màu của container, thấy chưa, thấy chưa đó, mình không thích cái màu này. Thì bây giờ mình hoặc là mình có thể cái cách thử nghiệm thứ hai mình chỉ nè, các bạn bỏ cái check này đi, các bạn vô đây bỏ check đi thì nó mất luôn cái màu, đúng không? Đó, rồi cái chỗ mà element style nè là cái chỗ mà mình sẽ thêm trực tiếp cái CSS vào trực tiếp của code mình luôn để mình thử nghiệm mà. Thì mình có thể gõ chữ background color, background color đây, rồi mình có thể chọn một cái màu màu orange đi, nó thiên hướng về cái màu rồi đó. Mình lại không thích màu này, mình lại tiếp tục mình làm gì, mình chọn cái màu gì đó cho nó tương đồng. Chết rồi, không biết giờ chọn màu gì cho nó tương đồng nữa, đúng không? Giờ màu gì ta, màu gì cho nó tương đồng ở dưới ta, nhiều khi mình chọn không màu là tương đồng nhất á. Rồi ví dụ vậy đi ha, ví dụ vậy đi. Rồi ok, ví dụ mình thích cái màu vậy đi đó, thì nó ra cái mã màu nè, cái mã màu là theo kiểu khác, mình cứ copy thôi, hoặc mình copy nguyên cái cục này luôn, control c ha, background color đó. Thì cái này là nó sẽ ghi vô cái inline nè, thấy không, vô trực tiếp vô này. Nhưng mà cái này mình refresh lại nó mất tiêu rồi nè, đó nó mất tiêu, nó quay lại từ đầu, thấy không? Đó thì mình lại tiếp tục, mình nãy thầy mới copy rồi nha, thì thầy vô đây thầy đổi đổi này lại thành cái mã màu mới mà thầy thích. Rồi save đó, xong rồi nó cập nhật rồi nè, ok chưa? Rồi xong ha. Rồi cái này nó tự động xuống giọng nữa các bạn, cái màn hình nó nhỏ thì nó tự động xuống, còn hai cái đối tượng trên một giọng thôi, thấy không? Đó, nó cũng khá là hay ha. Nè lên ba đối tượng không đủ, một đối tượng nè, thấy không? Đó, nó dạng responsive luôn á, phù hợp với giao diện điện thoại. Rồi cái tiếp theo mình muốn nói là gì? Khi mà mình code HT đó, thứ nhất là mình nói về HTML, cái code mình ở đây, mình có thể tinh chỉnh trực tiếp đây, mình coi thử ha. Cái thứ hai là khi mà mình code JavaScript á, thì cái JavaScript khi mình code có thể có bị lỗi á,
bị lỗi thì nó hiển thị ở đâu? Nó hiển thị ở chỗ console ha, mình bấm vào chỗ console. Đó thì đây là những cái mà nếu như có lỗi xảy ra nó sẽ hiển thị ở đây. Mình sẽ tạo ra một cái mã lỗi, một cái lỗi cho các bạn coi ha. Đó, ví dụ chỗ này mình ghi sai cái gì đó đi. Ví dụ như chỗ này mình ghi cái biến này ghi sai đi. Ctrl S nha, vô tình. Mình qua đây mình coi các bạn, nó bắt lỗi liền. Nó báo lỗi liền, thấy không? Nè, nó đánh dấu ít nè, console nè. Báo lỗi nè. Unexpected identifier led gì đó ở dòng số số 3 nè, cột số 8 nè, mình bấm vô đây thì nó có thể chỉ tới tới cái sụt mình luôn, nó mở sụt mình ra để mình coi luôn, thấy không? Mở sụt mình ra mình coi luôn đó, nhưng mà mình nó chỉ dòng số 3 luôn đó. Mình thấy vậy thì mình tiến hành làm gì? Cái này nó không có sale được nha, cái này nó không sale được, mình biết nó lỗi ở đâu thôi, biết lỗi ở đâu thôi. Mình quay lại code của mình, quay lại code của mình sao mình tiến hành làm gì? Mình sửa được không? Nó chỉ dòng số 3 mình tới mình coi thôi, rồi hết lỗi rồi, ok được chưa? Đó thì đây chính là cái cửa sổ để mình theo dõi quá trình mình code JavaScript này chưa. Rồi, bấm lại thử coi. Ok, vậy là mình đã xử lý thành công ha, xử lý thành công điều khiển con led. Rồi giả sử mình for fun một xíu đi, mình muốn cũng thay đổi cái giá trị của nhiệt độ đi ha. Thì cái bài tiếp theo mình sẽ thay đổi nhiệt độ sau, nhưng mà bây giờ mình for fun mình thay đổi một xíu cho vui. Thì khi mình bấm on á thì cái giá trị này nó sẽ tăng lên 1, mình bấm off á, thì giá trị này sẽ giảm đi 1 ha. Đó, mình cập nhật thử cho vui. Thì khi đó muốn tác động tới thằng này thì thằng này phải có một cái ID đó, cái cách làm là như vậy. Rồi, thì mình muốn tác động tới số 19 thôi nha, tác động tới số 19 thôi nha, chứ mình không muốn tác động tới phần nhiệt độ nha. Thì cái số 19 thì nó sẽ nằm trong một cái cặp thẻ là span ha, mở thẻ đóng thẻ. Thì khi đó mình sẽ đặt cái ID là cho cái thẻ span thôi nha, ID bằng cái này mình sẽ để nó là nhiệt độ đúng không, để cái tên tiếng Anh đi cho chuyên nghiệp, thêm là nhiệt độ được chưa. Thì mình sẽ tác động tới cái nội dung của cái thẻ span ha, cái nội dung trong cái thẻ span, cái này là nội dung nha. Còn cái ảnh hồi nãy là mình tác động vô cái sụt, còn thì mình sẽ dùng chấm sụt. Còn nếu mà mình muốn thay đổi cái nội dung, cái này con số nè, trên cái thẻ này mình muốn thay đổi cái nội dung của nó thì giờ làm sao ha? Thay đổi nội dung nó giờ làm sao? Ok, thì bước đầu tiên mình cũng sẽ liên kết ha, sẽ liên kết với cái biến đã. Rồi. Cái biến này liên kết cái đối tượng mình vẫn dùng constant ha. Cái đối tượng này cái giá trị nó thay đổi, nhưng mà cái biến liên kết tới cái thẻ là không đổi nha, nên mình vẫn dùng là constant. Liên kết tới cái thẻ này là không đổi. Còn cái giá trị ở bên trong của nó thay đổi thì tí nữa mình sẽ dùng một cái thuộc tính ở bên trong của cái thẻ này nha. Đó, vì vậy chỗ này mình vẫn để constant được nha. Ok. Rồi tiếp theo là mình để tên là thêm bằng vẫn là document ha, chấm get element by id. Ok ha. Thì mình truy xuất tới là thêm. Ok. Self. Rồi. Rồi, bây giờ khi mình bấm on á thì mình sẽ tăng giá trị lên, bấm off giảm giá trị nó đi. Rồi thì giờ mình làm sao? Rồi thì mình sẽ mở qua tài liệu tiếp ha. Đây, các bạn vô cái phần DOM HTML nha. Thì ở trong đây nó sẽ có một cái là nó kêu là muốn change the content nội dung nè của một cái element HTML, một cái thẻ HTML á. Thì mình sẽ sử dụng cái công thức là chấm inner HTML nha, chấm inner HTML. Đó thì mình sẽ lấy được cái nội dung của cái thẻ ha. Đó ví dụ này nó muốn lấy cái nội dung của cái thẻ có cái ID là B1 phải không? Đó, và nó thay đổi cái chuỗi Hello World này thành một cái chuỗi mới. Nó gán cho một cái chuỗi mới là next new test ha. Ok. Thì cái ngôn ngữ JavaScript á, có một cái mình cũng nhắc các bạn nè, về cái kiểu dữ liệu á, kiểu dữ liệu là số hay là chuỗi hay là string gì đó, thì cái kiểu dữ liệu á, là nó là cái trình biên dịch á, nó tự động nha các bạn. Mình gọi trình biên dịch không biết đúng nữa, hay là nó dạng trình thông dịch á, mình cũng không có biết các bạn ha. Nhưng mà mình gọi đại là trình trình biên dịch đi, cái trình thông dịch đi, cái trình cái hệ thống á, khi nó xử lý á, thì nó sẽ tự động các bạn, nó tự động phát hiện được cái kiểu dữ liệu luôn. Còn cái va cái led này là cái từ khóa để mình khai báo biến thôi nha, khai báo biến thôi. Nên đâu rồi, để coi chỗ nào nó ghi chú cho mình nè, là
Ở đây nó khuyên mình là nên xài cái loại nào luôn nè ha. Ở trong đây mình không hề thấy ha, mình không hề thấy là nó ghi là khai báo biến kiểu số hay kiểu chữ, các bạn thấy không nè, nó cứ ghi thôi, nó cứ ghi thôi, nó cứ ghi thôi, nó có thể là số hoặc là chữ ha. Đó, ok ha. Thì tóm lại là cái kiểu dữ liệu á, là cái hệ thống nó sẽ tự biết cho mình, nó tự biết cho mình, thì ở đây mình chỉ cần khai báo biến thôi và mình sử dụng thôi. Ok, thì bây giờ trước tiên tiếp theo là mình sẽ tạo một cái biến đã, một cái biến gọi dùng từ khóa là let ha, let hoặc là var ha, thì để tạo một cái từ khóa biến. Thì ở đây tài liệu nó kêu là nên xài let đó, vì sao thì các bạn tìm hiểu nha. Mình tạo một cái biến t ha, rồi cái biến t này sẽ dùng mình dùng để chứa chứa cái giá trị, cái số 19 này, cái giá trị của cái thẻ này, giá trị thẻ này, thì muốn lấy cái giá trị nằm trong một cái thẻ, là cái nội dung á nằm trong một cái thẻ. Thì hồi nãy ở bên đây nó nói á, thì mình dùng cái chấm inner html ha, để lấy cái nội dung của cái thẻ. Rồi ok, thì mình sẽ lấy nội dung của cái thẻ trước, chấm inner html nha, đó, chấm phẩy xong. Vậy là mình đã lấy được cái giá trị ha, cái giá trị cái nội dung á, trong cái thẻ nhiệt độ là cái số 19 á. Rồi ok, và sau đó khi mà mình bấm on click ha, on click thì mình tiến hành làm gì, mình lấy t chấm ấy, mình lấy t cộng cộng ha, tức là mình tăng cái t lên lên một ha. Rồi sau đó mình sẽ xuất ngược ra lại, cái inner này, thì mình lại tiếp tục mình xuất ngược ra, mình sẽ ghi là thêm chấm gì inner html bằng gì, bằng t. Rồi vậy thôi, đơn giản vậy thôi đó. Thì đây chính là cái cách để mình thay đổi, lấy nội dung và thay đổi nội dung của một cái thẻ ha, một cái thẻ nào đó. Rồi tiếp tục mình copy nguyên cái này luôn, mình mang xuống chỗ mà bấm cái nút off á, thì mình sẽ giảm cái t đi ha. Rồi save lại ha. Ok, vậy là mình đã có thể tác động tới cái nội dung của một cái thẻ bất kỳ dùng cái inner html ha. Rồi chạy coi kết quả. Rồi nhìn bên đây các bạn không thấy có lỗi gì hết ha, không báo lỗi gì hết là ok, đúng console nè. Rồi nên khi code JavaScript á, mình nên mở ra này để mình coi. Rồi bấm ha, on đó, 20 nè, on đó, off, thấy chưa, ok chưa? Ồ, quá ok bạn ơi, quá ok ha. À, thì ok thôi, trong video này mình kết thúc đi, tại vì nó tới 32 phút rồi. Mình đã nói với bạn về cái ý nghĩa của JavaScript và cái cách mà mình tạo ra file JavaScript, rồi cái cách mà liên kết với JavaScript với cái file HTML mình nên để ở phía dưới, rồi sau đó cái kỹ thuật để mà đặt cái ID cho HTML, sau đó là liên kết qua cái biến bên JavaScript, đúng không? Sau đó là mỗi cái loại đối tượng element bên HTML khác nhau thì mình sẽ liên kết và mình sử dụng khác nhau. Ví dụ như ảnh thì mình dùng tới thay đổi ảnh thì dùng suộng, còn ví dụ như là cái nội dung của một cái thẻ thì dùng inner HTML, rồi cách khai báo biến đúng không? Rồi cái kiểu dữ liệu của biến thì hệ thống nó sẽ tự động nó detect, mình cứ xài thôi. Đó, rồi ở đây cái cách mà sử dụng một cái thuật toán tăng tăng giá trị biến hay là giảm giá trị biến ha. Ok, thì thôi mình kết thúc cái video này ở đây. Trong video tiếp thì mình sẽ chỉ các bạn những kiến thức mới hơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.